Tụi mình đang đi mua vé nha, vé để vô rừng Tràm Trà Sư. Hôm nay là anh đang viết vé nè. Ở đây thì nếu mà mình đi chung đoàn thì sẽ đông đông người thì sẽ đỡ tiền hơn. Giá tour là 75.000. Chị tên gì ạ? Đây là hôm nay tham quan gì chị? Dạ, xin lỗi. Đi con. Số người nộp tiền số lượng 2 người. Ủa vậy? 2 người thành tiền là 100. À vậy là một vé là 75.000. Dạ, vé 75.000. Để vô rừng Tràm Trà Sư thì một vé là 75.000. Nó bao gồm cả đây là bơi xuồng ở dưới dưới rạch đúng không anh? Đúng rồi, đây thì có vỏ nó sẽ đi thoải mái để chống rồi nó có cái ở trên này có mấy con cò này đang làm tổ trên đó nè. Bây giờ mình phải đi xuống dưới đây để đi vô bên trong nha. Vô bên trong đi vô cái xuồng rạch nhỏ nhỏ nữa. Lật xuống đi, mình lật xuống à, bước qua tiếp mày. Mọi người đang đi lên. Thôi mình đi lên. Ôi. Nguy hiểm quá. Ở trong này có những cái kênh rạch nhỏ nè. Mình đi xuồng lẻ riêng đi. Vân ơi, cái này mình đi xuồng lẻ riêng đi Vân. Nha. Đi riêng đi. 8 người đi mấy kia. 8 người đi 2 chiếc. Rồi đi 2 chiếc rồi mình bơi cho. Ai bơi mình bơi hay vậy? Mình nói đi riêng đi, đi riêng đi. Để nó mình bơi chứ. Ở đây có cho đi riêng một xuồng 2 người không? Dạ không. Cô đăng ký mấy người? Chung này 8 người hả? À. Không, mình mua vé là cho mượn vé thôi. Mình đăng ký riêng là chung. Riêng. Đúng rồi. Riêng 75. Bên kia riêng nữa.
Rồi nè, hai khách ai đi nè? Bây giờ bà đi không? Bà hỏi cái gì? Thôi. Nè, hai khách mình sẽ nếu mà mấy bạn mua vé chung á thì không có được đi riêng kiểu này nha, đi riêng thì mua vé riêng thì mới được đi riêng như thế này. Vé riêng thì phí là 75.000. Đó, phải lên một cái nhỏ nữa. Ngồi chỗ này được không? Để ngồi chỗ này chụp hình đẹp lắm á. Quay lại đó. Vân ở phía sau Vân chụp hình giùm kia nha. Phía trước mặt chúng ta là một cô gái đi vượt qua trên Sài Gòn qua Đồng Tháp rồi sau đó đi xuống với An Giang. 12 khách chưa thấy nãy 12. Bây giờ tụi mình đang đi qua những cái kênh rạch nhỏ đó, cô lấy thuyền á. Cô Mai chở tụi mình đi. Thôi đầu đi ha. Thôi để mình ngồi phía sau để cho các bạn nhìn thấy. Wow, đẹp quá. Đây chính là rừng tràm Trà Sư nha, ở bên trong đó. Đẹp quá đi. Tụi mình đang ở trong rừng tràm Trà Sư nha. Cái này có nhiều chỗ này, mấy này là mấy cây tràm đúng không cô? Còn mấy cái bèo nhỏ nhỏ này là cái gì vậy? Đây là bèo Tây Tượng. À, là bèo Tây Tượng. À, mấy cái bèo bên cạnh là bèo Tây Tượng. Đó. Còn đây là người chợ thì. À, nãy giờ thì cô này chở tụi mình đi. Ở trong này thì chủ yếu là tràm. Chợ thì đi ở dưới sông nước. Hình như mùa xuân á, hay nó có khác gì so với mùa này không cô? Nước nó nhiều hơn, với lại có thêm mấy cái hoa gì không? Không có hoa mà có bèo cám kia. Bèo cám nữa hả? À, có nghĩa là mùa xuân thì bèo cám nó mọc nhiều. Còn giờ thì mùa hè nó không có mọc. Nó chỉ có bèo Tây Tượng không thôi. Ở trong này có nhiều kênh rạch lắm. Có nhiều cái rạch nhỏ này, giống như phía xa kia thì mọi người đang đi. Trời ơi. Tụi mình tiếp tục đi nha. Đó. Trên phía trước cái đoàn của mình bây giờ thì còn 4 người. Sau khi đi xuồng xong thì bây giờ sẽ vô đài quan sát. Người ta nói là vô đó sẽ ăn uống trong đó rồi sau đó thì quay ra lại. Tiếng trước mặt đang có một cặp tình nhân. Lãng mạn quá. Có ai muốn xuống đây mà đi chung với người yêu nắm tay nha. Thôi, đi tiếp nha. Giờ phải qua một cái cầu để đi lên cái đài quan sát. Ở cái đài quan sát. À, từ ở trên cái đài này thì bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh cái rừng tràm này luôn. À. Một cái kênh rạch. Một cái rạch nhỏ. Nó làm cái nó ế rồi. Ở đây bán khá là nhiều đồ. Đồ của mình nghĩ là chắc đồ của người. Ồ, đẹp quá. Có một cô gái rất đẹp. Ủa, đây là đồ của người Chăm hay là Khmer? Chăm đúng không? Sao em biết?
Đó là đồ của người Chăm nè. Đúng rồi, của Chăm. Trời ơi trời. Ai đang vô ngon vậy? Ở trong này thì bán đồ của người Chăm nha. Thôi để coi tí nữa có gì quên. Đi Vân ơi. Dừng lại. Đi lên cái đài quan sát để nhìn toàn cảnh. Hay là đi uống nước. Ở đây thì người ta có bán bánh nè. Bánh truyền thống dân tộc Chăm, bánh donut chamismi gì đi. Giờ ở dưới đây là cái nhìn lên là cái đài quan sát nha. Đó, đài quan sát khá là cao. Thì mình sẽ đi lên đó. Vân đi lên đó nha Vân. Đương nhiên. Thôi mình sẽ đi leo lên cái đài quan sát này. Để mình quan sát mình. Mình quan sát thử ở trên đó nhìn xuống thì có cái gì nha. Thôi mình đi tiếp đi. Đi lên cái đài quan sát. Ở đây thì cũng có thể tạm được nhìn thấy rất là nhiều thứ rồi. Nhưng mà phải lên trên cùng thì mới thấy được toàn cảnh. Mùa này thì hoa phượng nở khá là nhiều nè. Đó, hoa phượng đó. Ôi trên này gió mát quá. Ôi gió mát quá. Hả? Sao? Chóng mặt hả? Còn lên thêm 1-2 tầng nữa thôi. Lên thêm 2 tầng nữa thôi. Cố gắng lên. 2 tầng nữa hả Vân? Ủa vậy hả? Ôi, chỗ này không có dành cho những bạn sợ độ cao nha. Bạn của mình đi mới có 2 tầng mà đã. Xỉn rồi. Trời, mình đã lên tới tầng trên cùng. Tầng trên cùng thì mình sẽ được nhìn thấy toàn cảnh của rừng tràm. Đó. Ủa, chưa tới tầng trên cùng luôn hả? Thôi lên đây mới là tầng trên cùng nè. Thôi toàn là cò không à. Phía xa xa là cò nè, núi nè. Trời ơi là cò. Cái mối cò kìa. Chứ là cò. Okay. You said you got through Facebook, so we make friends. Yeah, send me through Facebook. Dòm từ trên này dòm xuống nhìn thấy ớn thiệt á. Rồi. Rồi, ở đây thì mình nếu mà các bạn vô tham quan rừng Trầm Trà Sư đó thì sẽ đi lên đài quan sát, đi xuồng, sau khi đi xuồng xong qua những cái rừng tràm xinh đẹp rồi những cái bèo Tây Tượng thì các bạn sẽ đi lên cái đài quan sát. Lên đây xong thì các bạn sẽ chiêm ngưỡng những cái loài cò, xong thì đi xuống đây ăn cơm nè. Ăn cơm ở trong này thì ở trong này người ta không có bán cơm, người ta chỉ bán mấy cái loại như là thực đơn ở đây như là cá nướng nè, cá hấp nè, rồi những cái món lẩu như là lẩu lươn hay là lẩu ếch, lẩu gì nữa đó. Tí nữa mình để lẩu mắm. Giá của nó thì khoảng tầm 200 vậy đó. Ở đây thì mà tụi mình đang kêu một cái món là lẩu lươn nè. Lẩu lươn thì đây là món lẩu lươn nè. Món lẩu lươn này ở trong rừng tràm nha. Ăn lẩu lươn trong rừng tràm. Ăn lẩu lươn trong rừng tràm. Hơi bị thơm rồi đó. Đây, ở đây là bông điên điển nè. Rồi là những cái rau mà để bỏ chung vô trong cái món này. Đậu bắp nè. Đậu bắp, rau muống. Rau muống đây rất là to. Đây là cái gì? Cái này là cái lá gì mình cũng không biết nữa. Thôi bỏ chung vô đi. Đổ vô luôn chung là mình trộn lại.
Nói chung là sau một một buổi vất vả thì bây giờ tụi mình cũng có cái ăn. Bây giờ sẽ chén hết cái này. Ăn có bún này với lại nước mắm. Ớt nữa. Quá đầy ớt luôn. Đó, đây là cái món lẩu lẩu lươn. Còn vớt lươn lên không? Vớt lươn lên tí đi. Đó, lươn nè. Đó, các bạn thấy không? Lươn đó. Ui. Hấp dẫn quá lươn. It just pours out. I've been running.